Đức Giêsu bị lưỡi đồng đâm thâu. Gioan chương 19 từ câu 31 đến câu 37. Hôm đó là ngày áp lễ vượt qua, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát. Mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế, họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực. Và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu.